Hôm nay Johnny xảo tiếp sang bài 11 Number and Problem Solving. Nội dung là counting in twos. Counting in twos is as easy as saying every other numbers. Giống như là rất dễ, như là mình đếm những cái số khác nhau tiếp theo. Giống kiểu bây giờ mình nói số này, xong lại nghĩ cách một số, xong lại nói số này, xong lại nghĩ cách một số, xong lại nói số này. Đúng nhỉ? Hoặc là mình sẽ nói tất cả những cái số là even numbers. Đó. Nào, Johnny đọc những số even numbers này nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok, hoặc là những cái số odd numbers, tức là những số lẻ đấy. Yeah. 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19. Rồi, ok. Bây giờ mình sang phần practice nha. Count on from each number in twos. Ok. What number do you end on? Tức là cái số nào sẽ là cái số cuối cùng. The first one has been done for you. Đây, cái phần A này người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Đây là cái mẫu bắt đầu bởi cái số này. Đó, và mình sẽ count on in twos. Đấy. Và cái, mình sẽ biết là số cuối cùng là số bao nhiêu. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ làm ra phần B. Bắt đầu bởi số này. Và tiếp 16. Theo. Rồi. 16, 18, 20. Ok, rất tốt rồi. Đây, bắt đầu bởi số này. Và số này sẽ tiếp theo sẽ là bao nhiêu? 2. No. Count in 2s cơ mà. Bắt đầu bởi 1 này. Đúng rồi. 3, 5, 6. No. 7. 7, 9, 11. Ok. Thôi phần này bắt đầu bởi 6. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, no 20. No 20. Ok, rồi. Thế câu 2 nha. Which three numbers come next? Nào, bây giờ những số tiếp theo, 3 số tiếp theo sẽ là thế nào? Đây là bắt đầu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Rồi, sang câu 8, B đây. 10, câu B đây. À, đây là 10, count. 18, count back. 16, 12, 10, 8. Rồi, câu C đây. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Rồi, ok. Đây, bây giờ mình sẽ xong cái phần này nhá. Think like a mathematician. If the counter in twos from an odd number, the pattern will always be odd. If you count the twos from an even number, the pattern will always be even. Rồi. Có nghĩa là nếu như mình bắt đầu đếm bởi một cái số chẵn, một số lẻ, thì những cái số sau nó luôn luôn là số lẻ, đúng không? Còn nếu như mình bắt đầu bởi một số chẵn, thì những số sau sẽ luôn luôn là số chẵn. Rồi, ok, như vậy là Johnny đã học xong cái phần counting in twos. Ok, goodbye.